Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Xe tăng bay Mi-24 Nga bị tên lửa phòng không Stinger Ukraine bắn hạ. Sau một đêm tấn công, quân đội Nga đã chọc thủng phòng tuyến ở thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine. Hai thành phố lớn khác là Kherson và Berdyansk ở phía nam đang bị bao vây hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội của họ đang bao vây hoàn toàn thành phố Kherson ở miền nam Ukraine và thành phố Berdyansk ở phía đông nam. Người đứng đầu chính quyền Kharkov, Oleg Sinikubov, xác nhận quân đội Nga đã chọc thủng hệ thống phòng thủ của thành phố và kêu gọi người dân tìm nơi ẩn náu. Kharkov là thành phố thứ hai của Ukraine. Tuy vậy, Nga cũng chịu tổn thất khá nặng do quân đội Ukraine chống trả quyết liệt. Hàng loạt phương tiện cơ giới và cả xe tăng đã bị bắn cháy. Ngay cả trực thăng tấn công Mi-24 của Nga cũng bị quân đội Ukraine dùng tên lửa phòng không Stinger bắn cháy. Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, ít nhất 50% lực lượng Nga triển khai cho cuộc tấn công đã tiến vào Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc tin rằng chiến dịch tấn công của Nga với hơn 150.000 quân cùng nhiều vũ khí hạng nặng đã không tiến triển nhanh như mong đợi do vấp phải sức kháng cự mạnh liệt của quân đội Ukraine, dù Nga có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh. Nga cho biết đã huy động tới hơn 200 trực thăng trong chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine. Hiện lệnh tiến công từ các hướng đã được ban ra sau khi Moscow, tố Kiev, từ chối đàm phán. Trực thăng MI-24 hiện thuộc biên chế của gần 48 quốc gia. Đây là dòng trực thăng tấn công hạng nặng phổ biến nhất thế giới. Dòng trực thăng này nổi tiếng tại chiến trường Afghanistan khi Liên Xô đổ quân vào nước này trong cuộc chiến tranh năm 1979-1989. MI-24 được Tập đoàn Quân sự Mil Moscow nghiên cứu và phát triển từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ 20 và đưa vào sử dụng trong quân đội Xô Viết năm 1972. Loại trực thăng này được sản xuất với khá nhiều biến thể, bao gồm MI-24A, BM, BM, biến thể 24A có buồng lái với các mặt cắt. Tuy vậy, nó vẫn bố trí ghế bay thẳng hàng với phi công, ngồi trước và hoa tiêu phía sau. Sau này các biến thể MI24D, P, PK, PN, PS, MI25, MI35, 35M, 35P có buồng lái hình giọt nước cho tầm quan sát tốt hơn. Kể từ khi được đưa vào hoạt động cho tới tận ngày nay, Mi-24 tham gia rất nhiều cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông, Châu Phi và tạo tiếng vang lớn. Trực thăng tấn công hạng nặng Mi-24 của không quân Liên Xô đã làm phiến binh Mujahideen tại Afghanistan phải kinh hoàng. Trực thăng chiến đấu Mi-24 được thiết kế để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên mặt đất, xe tăng, bộ binh, công sự, phòng ngự kiên cố cuộc chiến tranh Iran-Iraq đã từng ghi nhận Mi-24 Iraq bắn hạ nhiều trực thăng AH-1G và UH-1 bằng súng máy Yak và rocket. Đây là một thành tích hiếm có trực thăng chiến đấu nào trên thế giới đạt được. Mi-24 cũng được xem là loại trực thăng chiến đấu độc đáo nhất thế giới với khả năng vừa chở quân vừa có hỏa lực cực mạnh. Trong hình là cửa khoang chở quân của trực thăng Mi-24 đang được mở ra. Về khả năng chiến đấu, trực thăng chiến đấu của MI-24 được trang bị hỏa lực súng máy và pháo đặt ở đầu mũi. Súng máy Yak B 12,7mm được trang bị trên những chiếc MI-24D thế hệ đầu. Từ thế hệ 2 trở đi, thường lắp pháo 23-30mm cố định. Mỗi chiếc trực thăng MI-24 có khả năng mang theo tối đa 4 ống phóng rocket loại S-5 hoặc S-8. Bên cạnh việc trang bị rocket, MI-24 còn có thể mang theo cả các loại tên lửa chống tăng để tấn công xe tăng hoặc lô cốt địch. Ngoài ra, trực thăng MI-24 còn có thể tấn công đối phương bằng bom thông thường không có điều khiển. Trực thăng MI-24 có chiều dài 17,5m, đường kính rotor 17,3m, chiều cao 6,5m. Trọng lượng cất cánh tối đa là 12.000kg. Máy bay được trang bị hai động cơ Istotrof TV3 117 có công suất 2.200 mã lực mỗi chiếc, giúp cho trực thăng đạt vận tốc cực đại 335 km h tầm bay 450 km, chân bay 4.500 m. Trên cơ sở MI-24, Nga đã phát triển biến thể MI-35 dù không có nhiều thay đổi về ngoại hình, nhưng chúng đã được tăng cường giáp cũng như thiết bị điện tử mạnh hơn nhằm đáp ứng yêu cầu trong tác chiến hiện đại. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại! Thưa quý vị, sau vụ tai nạn chìm cano thương tâm xảy ra ở khu vực biển Cửa Đại, vào ngày 26 tháng 2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Đồng thời cần xử lý nghiêm tổ chức cá nhân gây ra vụ tai nạn này. Và được biết sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông cử tổ công tác do cục trưởng cùng các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường vụ tai nạn để phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tổ chức cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành lấy lời khai của những người liên quan, xác định danh tính những người bị nạn và tổ chức điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14 giờ 20 ngày 26 tháng 2 tại tuyến đường thủy nội địa vùng biển cửa đại Cú Lao Tràm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cách đồn biên phòng cửa đại hai hải lý và vào thời điểm trên, tàu khách cao tốc phương Đông biển số QNA1152 do ông Võ Lê Sen làm thuyền trưởng cùng hai thuyền viên chở 36 hành khách. Tổng số có 39 người ở trên tàu, bao gồm 37 người lớn và hai trẻ em. Hành trình từ Cú Lao Tràm vào cửa đại thì bị chìm. Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam bước đầu cho biết cano này chỉ được phép chở 35 hành khách. Thưa quý vị và các bạn, chanh xả gừng và lá sông đang trở thành mặt hàng được nhiều người săn lùng khi mà số F0 tại thủ đô Hà Nội tăng chóng mặt trong những ngày qua. Và trên thị trường, mặt hàng này tăng giá từng ngày, nhiều nơi còn ở trong tình trạng cháy hàng. Những ngày này, tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, tình hình ảnh, nhiều sạp hàng bán chanh xả gừng tràn ngập. Theo các tiểu thương buôn xả tại chợ Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, trước Tết gừng giá chỉ 25.000 đồng trên 1 kg, nay tăng lên 35.000 đồng trên 1 kg và xả từ 15.000 đồng trên 1 kg nay cũng tăng lên đến 30.000 đồng trên 1 kg. Nhu cầu người dân tăng cao khiến cho nhiều tiểu thương tranh thủ bán gừng, xả chanh. Tại một số chợ còn bán theo xét sông hơi, xả gừng chanh với giá 30.000 đồng trên một set Tại các siêu thị, lá sông bán mớ và các mặt hàng này cũng được bày bán ngay ở kệ rau thơm với giá so sánh thường cao gấp rưỡi cho tới gấp 2 so với mua bên ngoài. Tuy vậy, hàng vẫn được rất nhiều người quan tâm để mua về sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, do đại dịch COVID-19 nên giao dịch qua sàn thương mại điện tử gia tăng nhanh chóng. Vào năm 2021, thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng khoảng 18%. Và do đó, việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu với sự hỗ trợ của ngành bưu chính. Theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Việt Nam Mốt, đơn vị phối hợp với các đối tác xuất khẩu hơn 80 tấn vải thiếu đi ba quốc gia gồm Nhật Bản, Australia và Séc, Kết thúc mùa vải năm 2021, Việt Nam Bốt đã hỗ trợ người dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ gần 4.300 tấn vải qua sàn thương mại điện tử botsmart.vn. Ngoài ra, thì đơn vị này sẽ phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tập trung phối hợp thực hiện tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm, triển khai chuỗi cung ứng hàng hóa, nông sản, nông nghiệp, an toàn, chất lượng cao của các hội viên nông dân. Biêu điện Việt Nam đặt mục tiêu giả soát, hỗ trợ 7,5 triệu hộ sản xuất nông nghiệp, cập nhật thông tin lên sàn thương mại điện tử Boscat.vn và đồng thời các hộ nông dân sẽ được Biêu điện Việt Nam miễn phí toàn bộ các loại chi phí lên sàn.